Xin chào các bạn. Hôm nay nói về cái vấn đề chung cư thì mới đây có một cái bài báo nói về giá chung cư của Hà Nội. Giá chung cư mới đấy của Hà Nội neo cao hơn 80 triệu đồng trên một mét vuông. Nhưng mua bán vẫn tăng mạnh, có dự án khớp các căn đến mở bán đến 48 giờ. Các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao mà giá nó lại cao hơn như thế không? Mà đa phần đều là những cái dự án mới gọi là hàng sơ cấp đấy. Chứ hàng thứ cấp thì bây giờ cũng ít đi rồi. Kết thúc quý 3 2024, thị trường căn hộ mở mới tại Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình đạt 80,5 triệu đồng, bao gồm VAT và kinh phí bảo trì, tăng 7,6% so với quý trước. Mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình toàn Hà Nội khoảng 55 triệu đồng trên mét vuông, tăng 4%. Tăng 4%. Giao dịch căn hộ sơ cấp 9 tháng đầu năm là 21.000 căn, tăng 205% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó giao dịch chuyển nhượng cao tầng khoảng 25.200 căn và 30% giao dịch chủ yếu tập trung ở hai đô thị lớn là Vinocean Park và VinSmart City. Nguyên cái câu đấy thôi ta nói lên cho các bạn kết quả. Nguyên cái câu đấy thôi sẽ nói lên cho các bạn là gì? Thị trường sắp tới nó sẽ như thế nào? Gần như đây là một mình một chợ, gần như đây là một mình một dạng. Thị trường nào chợ đông, càng đông thì sẽ càng vắng lâu. Thị trường nào mà túc tắc thôi thì lại ok. Cho nên các bạn đầu tư chung cư, các bạn phải tính đến phương án cả cửa hậu nữa. Các bạn cửa thuận là gì, cửa nghịch là gì, cửa tiến là gì, cửa lùi là gì. Chứ không phải là các bạn cứ nhìn là thị trường nó tăng, các bạn mua, các bạn ok, không sao. Nguồn cung dự kiến năm nay là 30.000 căn, gần tương đương với năm 2019, tức là trước Covid. Và năm 2019 các bạn biết những người mua chung cư như thế nào rồi, các bạn đều hiểu hết rồi, được chưa? Mà cái đặc biệt cao hơn so với dự báo trước đó là 24.000 căn. Và theo đó căn hộ phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm chủ yếu nguồn cung trong năm 2024-2025. Các bạn nhìn mà xem, cái việc mà ba thủ tướng nhận ở trưởng ban là xóa nhà dột, nhà nát, nhà tạm, sắp tới chắc chắn là cái nguồn cung của cái hàng chung cư giá thấp nó sẽ được đưa ra nhé. Trung cấp cực thấp các bạn, giá trung cấp cực thấp, bình dân thì lại không có gì cả, cao cấp thì nhiều quá. Các bạn đầu tư thì cũng đã có ăn trong vòng từ đầu năm đến giờ rồi, chúng ta hài lòng với những cái con số đó. Còn các bạn mua thì đương nhiên là quyết định của các bạn thôi. Chỉ có điều các bạn đặt lên cái bàn cân, các bạn ăn được 2, các bạn mất 8, các bạn ăn được 1, các bạn ngồi 9, hay các bạn được 3, ngồi 7, thì các bạn có hài lòng không? Cái giai đoạn trước các bạn ăn rồi nên hài lòng và lên dừng lại, biết điểm dừng, gọi là biết điểm dừng đấy. Tuy rằng chúng ta không biết điểm nào là đúng dừng đúng lúc, nhưng chúng ta biết dừng đúng kế hoạch của chúng ta. Dấu hiệu thị trường quay đầu về việc là thanh khoản cũng đã xuất hiện ở bên bờ đông và bờ tây rồi, thì sắp tới đây nó sẽ là chung cư thôi. Dấu hiệu nội đô các bạn biết rồi, dấu hiệu nội đô nó đang tạm dừng thanh khoản là nhiều hơn rồi. Các bạn biết điều đó mà, thì làm ơn những người mà đi mua hàng sơ cấp mới cứ xếp nhau chen chúc mà mua ấy, các bạn đều nằm trong cái cuộc chơi của những đội tay to làm hàng hết rồi. Các bạn mua mà các bạn còn được vui cơ, mẹ đi mua xong rồi mất tiền mà mãi mà xếp hàng cơ, các bạn thấy nó như là thời bao cấp không? Xin lỗi các bạn, chẳng có gì mua mà lại cần phải khó thế cả. Nguyên tắc của mình đầu tư nhá, mình có đi ăn những các nhà hàng để xếp hàng này kia, đã xếp hàng không bao giờ ăn. Đấy là nguyên tắc của mình không chê sản phẩm đó, nhưng mà người ta cứ làm quá lên việc xếp hàng đi ăn chứ không phải đi xin, các bạn hiểu không? Quan điểm đầu tư của mình, nguyên tắc của mình là như thế. Đã xếp hàng thì không, tôi đã bỏ một cái chi phí rất lớn thì tôi không thể nào mà bớt chút thời gian, mà bỏ thêm thời gian tôi xếp hàng xong đợi anh như này, không có đâu. Tôi đặt trước thì có, nhưng bảo tôi xếp hàng thì không. Đấy là nguyên tắc của tôi. Nó có thể các bạn nghe có thể là đôi khi các bạn thấy nó không hay, nhưng mà mỗi người một cái nguyên tắc quan điểm riêng.
các bạn biết đấy, thời gian là vàng, thời gian nó là tiền mà. Có phải là giới trẻ đâu rồi đi sếp đâu, đôi khi nó còn thuê người sếp để tạo cái hiệu ứng. Các bạn vào hết trong cái vòng game chơi của họ, bị cuốn theo cái game chơi ở đó. Còn hiện nay đang là FOMO mua dự án chung cư, cứ chờ mà xem. Cái việc giá chung cư của Hà Nội để kéo theo bằng mặt bằng giá chung cư Hà Nội có thể kéo bằng, nhưng khi kéo bằng rồi nó cũng sẽ mất một thời gian chững. Mình không biết là thời chững trước nó là 3 tháng tới hay 6 tháng tới, như cái những cái video trước mình có chia sẻ với các bạn là có thể là chững nó hết năm nay hoặc là đến cuối tháng hoặc tầm tháng 3 của năm sau. Cùng lắm đấy các bạn, cho đến giữa của năm sau là cùng chứ bao nhiêu. Khi cái nguồn cung căn hộ nó ra nhiều hơn, các chủ đầu tư bắt đầu ra nhiều hơn, bán chậm một cái là nó phải đưa ra nhiều chính sách hơn, mà chính sách bản chất đấy là giảm giá trá hình, đúng không các bạn? Với mặt bằng giá chung cư nó cứ tăng dần nên anh không thể nào dự án thứ nhất là anh bán giá 7, dự án thứ hai bán giá 8, dự án thứ ba anh bán giá 9, dự án thứ tư anh bán giá 10, không có chuyện đó được cả. Anh không thể nào đánh sóng lên mãi được cả. Nguồn cung anh càng lớn thì anh càng khó đánh sóng, nguồn cung ít các dự án cũ thì anh có thể đánh sóng lên các dự án cũ để cho các chủ nhà người ta có lời thì người ta sẽ marketing truyền miệng một cái dự án, cái sản phẩm của cái chủ đầu tư đấy cho các bạn. Nhưng nếu mà người ta không có lời, người ta sẽ quay xe, người ta bảo ủy đầu tư nó không ăn thua, thì đây gọi là marketing ngược. Và các bạn không thể nào bao khe được tất cả những việc đó, đúng không ạ? Với cái số lượng 3 dự án, 5 dự án thì không nói làm gì, nhưng cái số lượng khoảng tầm 10-20 dự án và cái nguồn cung của mỗi dự án nó lên khoảng tầm 50.000 căn cũng có đâu. Có những dự án vài chục tòa. Giai đoạn đầu năm 2023 các bạn biết, cuối năm 2023 các bạn biết rồi, bán cá lô loi mắt. Thế sao nguồn cung nhu cầu ngày đấy nó cần nhiều chứ? Tháng 8 của 2023 mà nhu cầu cần nhiều chứ, có phải đến tận 2024 này bắt đầu nhu cầu là mới cần nhiều đâu? Không phải các bạn. Thế chiêu trò của đội nhà cái ấy. Tỉnh mộng đi nhá, tỉnh mộng đi, hai năm đi biết điểm dừng đi, để làm sao chúng ta được an toàn. Còn các bạn mua thì các bạn cứ chờ đợi thêm vài tháng nữa, lộc chết ai đâu. Các bạn mua để ở, bạn mua cho con cho cháu, mua đầu tư kinh doanh, đúng không? Các bạn để vài tháng nữa nó chết ai đâu. Mua để ở các bạn để vài tháng nữa các bạn thuê căn đẹp cho các bạn ở thì có chết ai đâu. Nhưng lúc đấy bức tranh nó rõ ràng hơn. Phần thưởng lớn nhất dành cho những người kiên nhẫn, những người biết xây dựng kế hoạch, những người biết kỷ luật, đúng không các bạn? Còn không biết xây dựng kế hoạch thì các bạn đầu tư bây giờ hay đầu tư tương lai thì nó vẫn thế thôi, trăng mai cào bằng một cái cấu thôi các bạn ạ. Giống như học viên của mình lướt được 500 thì ngồi mẹ 3.5 tỷ lên này, nhưng ngồi trên đúng lửa 1/5, 1/7, 75-35 mà tí được có 15%, 15 mất 8 năm, đúng 15% mà 15-8 năm rồi đấy. Cố gắng nha anh em nhé. Còn không biết thì các bạn có thể gì ạ, đăng ký gì của tư vấn mình lên cho các bạn kế hoạch chiến lược, ít nhất là các bạn được an toàn, ít nhất là các bạn có thể thêm góc nhìn quan điểm, đúng không ạ? Ít nhất các bạn có nhìn cái nhìn tổng quan hơn, cái ưu nhược điểm làm gì, đúng không ạ? Cái rủi ro là gì, từ đó đưa ra những giải pháp cho các bạn, các bạn vẫn ok hơn chứ, đúng không? Chứ ai mà chẳng muốn thắng, ai mà chẳng muốn ngon, nhưng mà khi nó xảy ra sự cố, ai là người chấp nhận, ai là người đón nhận, ai là người có giải pháp, ai là người có thuốc chữa, đấy là cái điều mà chúng ta cần nhìn. Và chúng ta phải nhìn ra tất cả các lực cờ, tiến như nào, lui như nào, đi sang ngang như nào, đi sang trái như thế nào, rồi con xe nó chạy như nào, con pháo nó chạy như thế nào. Nhưng đây chúng ta không tính toán được đâu, mà đa phần chúng ta đều là tay ngang nhá. Thì dành cho những anh em nào chung cư, anh em phải chú ý điều đó nhá. Rồi ok anh em nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em.